Thưa quý vị, hết 10 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện vẫn còn chậm khoảng một nửa kế hoạch được giao. Và để khắc phục tình trạng này, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 94 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn của những tháng cuối năm nay và năm sau. Nghị quyết liệu có thể gỡ những nút thắt về đầu tư công hay không? Phóng viên Đức Trung sẽ có những trình bày cụ thể đến quý vị ngay sau đây. Xin mời anh Đức Trung ạ. Cảm ơn chị Minh Hằng. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện chậm giải ngân vốn đầu tư công không phải năm nay mới xảy ra, mà thực trạng này đã xảy ra khoảng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên thì xin được nhấn mạnh đây là lần đầu tiên những giải pháp thúc giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ đưa thành một nghị quyết sau những yêu cầu, chỉ đạo hay là công điện. Điều này thì cũng phần nào cho thấy tính cấp thiết của vấn đề. Nói về nghị quyết 94 vừa được Chính phủ ban hành với 6 nhóm giải pháp chính thì tinh thần chung là rà soát kịp thời những vướng mắc về thủ tục pháp lý để làm cơ sở Chính phủ có thể ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện luật đầu tư công, và đặc biệt là giao trách nhiệm cho người đứng đầu các bộ ngành địa phương trong việc đốc thúc tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, tiến hành điều chỉnh ngay vốn từ dự án chậm chạp sang dự án giải ngân tốt. Theo như con số mà chúng tôi vừa mới cập nhật từ kho bạc nhà nước thì đến ngày 15 tháng 10 vừa qua thì vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2019 được kiểm soát chi qua đơn vị này là hơn 198.500 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 52%, có nghĩa là 2 tháng cuối năm còn phải đảm nhiệm một giải ngân một cái khối lượng nửa kế hoạch vốn của cả năm, một nhiệm vụ mà được cho là không hề dễ dàng một chút nào cả. Nói về nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công thì phải nói là cả quá trình từ phân bổ vốn cho đến triển khai dự án hầu như là khâu nào cũng có vướng mắc. Ở khâu phân bổ thì các bộ ngành địa phương lập kế hoạch vốn chưa sát, nhận nhiều vốn hơn khả năng thực hiện rồi cuối cùng là không thể giải ngân được hết. Việc phân bổ vốn, giao vốn chậm, giao vốn nhiều lần không phù hợp với tiến độ thi công cũng là một phần trách nhiệm ở đây nằm ở sự hạn chế trong khả năng thẩm định dự án. Cho đến triển khai dự án thì căn bệnh được cho là trầm kha, đó là chậm hoàn thiện các cái thủ tục, chậm giải phóng mặt bằng, chậm quyết toán, hoặc là trong quá trình thực hiện lại điều chỉnh rồi trình lại thủ tục từ đầu, mất thêm rất là nhiều thời gian. Những tồn tại này chính từ năng lực của các chủ đầu tư và các địa phương. Như quý vị có thể thấy thì theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, bên cạnh những đơn vị giải ngân tốt, thậm chí là vượt kế hoạch thì cũng có những đơn vị chưa giải ngân được một đồng vốn nào cả. Một trong những đơn vị thuộc khối ngành xây dựng cơ bản với lượng vốn đầu tư công được giao đứng trong top đầu là Bộ Giao thông Vận tải, thì đến hết tháng 10 mới chỉ giải ngân đạt 35%. Và ngay trong chiều nay thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có những giải trình trước Quốc hội về vấn đề này. 10 tháng, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân thấp hơn 5.700 tỷ đồng so với dự kiến. Nhiệm vụ 2 tháng cuối năm còn 17.600 tỷ đồng. Được giao vốn nhưng không thể tiêu, khi 8 trên 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam chưa hoàn thành thủ tục đấu thầu, 3 dự án còn lại vẫn đang loay hoay giải phóng mặt bằng. Đại diện bộ này khẳng định sẽ xem xét điều chuyển lãnh đạo các ban quản lý dự án giải ngân chậm. Thì do là nhiều cái công trình nó tập trung là chuẩn bị đầu tư, cuối năm chúng ta mới khởi công, do đó là một phần cái kinh phí sau khi khởi công chúng ta sẽ cho nhà thầu tạm ứng thì giải ngân cái phần xây lắp. Còn về phần mặt bằng thì các địa phương cũng tập trung để cuối năm là có được cái mặt bằng. Thì chúng tôi dự kiến từ đây tới cuối năm có thể là giải ngân được khoảng 10.000 tỷ liên quan đến giải phóng mặt bằng và liên quan đến cho tạm ứng các dự án mà chúng ta khởi công. Vâng, thưa anh Đức Trung, tôi thấy là việc nhận vốn nhưng mà dự án không thể triển khai thì không chỉ là riêng câu chuyện của Bộ Giao thông Vận tải mà còn xảy ra ở nhiều bộ ngành địa phương khác. Vậy thì điểm nghẽn này là từ đâu ạ? Đúng như vậy, một phần nguyên nhân chính là từ tâm lý chuẩn bị sơ sài dự án sao cho thật nhanh để kịp xin vốn, hay là báo cáo nhiều dự án để giành được vốn mà không lường trước được khó khăn trong quá trình triển khai. Điểm này đã gây nghẽn cho tiến độ và hiệu quả vốn đầu tư công. Ngoài ra thì năng lực và trách nhiệm lập kế hoạch vốn cũng gây ra những điểm nghẽn. Vấn đề được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Thời gian xử lý một dự án đầu tư công tại các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh có nơi lên đến 430 ngày, 500 ngày hay thậm chí đến 630 ngày. Nguyên nhân được lãnh đạo thành phố nhận định là do công tác lập kế hoạch hiện chưa sát với thực tế. Một số người đứng đầu các cơ quan đơn vị được giao vốn chưa làm hết trách nhiệm. Các cái quận mà 400, 500 ngày, 600 ngày á, công chí phải bàn lại lỗi của mình hay lỗi của thành phố. Lỗi của mình phải sửa chứ bằng được. Lỗi thành phố thì chỉ rõ thành phố làm tôi dài quá. Chứ không rõ ràng là mình thấy rất là chưa hợp lý.
Theo cam kết của Thành phố Hồ Chí Minh với Trung ương, đến tháng 11 năm 2019, thành phố sẽ giải ngân vốn đầu tư công trên 90%. Tuy nhiên đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân chỉ mới đạt 38%, tương ứng gần 12.900 tỷ đồng. Việc phối hợp giữa các cấp trung ương và địa phương chưa thông suốt cũng là nút thắt lớn. Vấn đề cái cơ chế về trách nhiệm giữa trung ương địa phương trong điều kiện ngân sách lồng ghép, phân quyền không rõ ràng. Và đây là cái chỗ mà ứ động kể cả những địa phương mà cái nguồn thu có điều tiết cái trung ương lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, thì những dự án đầu tư công đều có tính tập trung về bộ kế hoạch đầu tư rất lớn. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019, Trung ương giao hơn 34.600 tỷ đồng, trong khi nhu cầu giải ngân thực tế của thành phố chỉ hơn 31.000 tỷ đồng. Do vậy, cơ quan này cho biết thời gian tới sẽ rà soát và tham mưu cho Ủy ban thành phố kiến nghị Trung ương giao nguồn vốn phù hợp. Hôm nay khi mà trao đổi với các đại biểu bên hành lang Quốc hội thì nhiều đại biểu đánh giá là việc chính phủ ban hành một nghị quyết được coi là công cụ mạnh tay để buộc các đơn vị phía dưới không thể tiếp tục ì ạch được nữa. Có đại biểu cho rằng là chính phủ đôn đốc có thể không phải vì mục tiêu là 2 tháng cuối năm phải giải ngân hết, mà quan trọng hơn là giải ngân có chất lượng, vướng ở đâu các đơn vị có thẩm quyền sẽ phải giải quyết ở đó. Có như vậy thì nghị quyết mới có thể phát huy được hiệu quả cho cả năm nay và năm sau. Sau đây là ghi nhận ý kiến của các đại biểu bên hành lang Quốc hội. Có thể là sẽ bắt tay vào làm theo kiểu vừa chạy vừa xếp hàng, là trong quá trình ví dụ như các cơ quan tư vấn thẩm tra lại hồ sơ thiết kế thì hội đồng thẩm định là có thể họp phiên 1 rồi họp phiên 2, họp phiên 3, chứ không phải quy định bắt buộc là chỉ khi anh xong hết rồi thì tôi mới họp một phiên. Ngoài ra thì một điểm nữa cũng cho là điểm mới của nghị quyết 94 được các đại biểu Quốc hội cũng như các chuyên gia đánh giá là có những mốc thời gian cụ thể tạo áp lực cho các đơn vị thực hiện để hạn chế cái tình trạng là thời gian làm thủ tục cứ kéo dài lê thê như trước đến nay. Điển hình như là việc điều chuyển vốn từ dự án giải ngân thấp sang dự án khác thì Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính sẽ phải xử lý trong vòng 7 ngày. Hay là việc báo cáo tiến độ phải được công khai trong vòng 25 trong ngày 25 của hàng tháng. Chúng ta quy định rất nhiều thứ có thời hạn, nhưng riêng cái việc mà xin ý kiến bên trên không thời hạn 7, thì bây giờ là 7 ngày. Cũng đã kêu rất là nhiều, tức là chủ đầu tư thì họ là nghiệm thu nhưng họ thấy ít quá hoặc là chưa thấy thích thì họ để cuối năm họ thanh toán một lần. Thì bây giờ là khi ông nghiệm thu là 4 ngày là phải gửi hồ sơ kho bạc và kho bạc trong 4 ngày là phải giải ngân. Vai trò của Bộ Tài chính là tổng hợp báo cáo về tiến độ giải ngân các dự án và ngày 25 hàng tháng thì báo cáo chính phủ cần phải tiến xa hơn một bước, đó là phải tăng cái tính minh bạch hơn nữa. Những cái báo cáo về tiến độ giải ngân cùng báo cáo chính phủ thực ra có thể công khai trên website của Bộ Tài chính. Nghị quyết 94 cũng được đánh giá sẽ tạo áp lực hai chiều. Việc thực thi giải ngân vốn đầu tư công phải được quán triệt từ trung ương, bộ ngành địa phương đến ban quản lý các dự án. Nhưng ở chiều ngược lại từ cấp dưới thì áp lực sẽ đến từ việc công khai minh bạch về tiến độ giải ngân của các dự án để người dân và cơ quan dân cử đều có thể giám sát, khiến cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải đẩy nhanh tiến độ. Và nếu không đẩy nhanh thì vướng mắc ở đâu cũng sẽ bộc lộ ra ngay.